Ngày 22 tháng 9 tại tỉnh Bến Tre, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị nhận định mưa lũ nửa cuối năm 2023, El Nino, nguồn nước, hạn mặn mùa khô năm 2023 đến năm 2024, khu vực Nam Bộ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, El Nino sẽ duy trì từ nay đến khoảng tháng 4 năm 2024. Thủy triều vùng hạ lưu không có những diễn biến đặc biệt. Đỉnh triều cao trong các tháng đầu năm sau giảm dần. Như vậy, có thể tình trạng thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn sẽ xảy ra sớm và nghiêm trọng trong mùa khô năm 2023 đến năm 2024. Dự báo độ mặn tại các sông trong mùa khô 2023-2024 ở mức cao, hầu hết đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, các địa phương cần có biện pháp tích trữ, sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt và bố trí mùa vụ hợp lý. Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, từ khoảng ngày 24 đến ngày 25 tháng 9 trên dải hội tụ nhiệt đới, hoạt động giữa Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 50-60%. Từ đêm ngày 28 đến ngày 29 tháng 9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Tại Trung Bộ, các ngày 23 và ngày 24 tháng 9 ít mưa. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận ngày nắng, chiều và tối có mưa dông. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông. Còn tại Nam Bộ và Tây Nguyên có nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to trong các ngày 23 và ngày 24 tháng 9. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Sau đó từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 9 có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to, mưa giảm so với ngày 25 đến ngày 27 tháng 9. Chiều ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Tà Lài, huyện Tân Phú cho biết vừa tìm thấy thi thể ông Ca Sơ, 65 tuổi, dân tộc Châu Mạ, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, đi lạc trong vườn quốc gia Cát Tiên hơn 20 ngày qua. Theo đó, ông Ca Sơ đã chết cách đây khoảng 4 ngày tại khu vực suối đá, cách Bào Sáu, rừng Cát Tiên khoảng 2 km. Trước đó, vào ngày 30 tháng 8, ông Ca Sơ vào rừng theo hướng về phía khu Bào Sáu, rừng Cát Tiên, tiếp giáp tam giác suối Ràng, rừng Mã Đà. Ông đi nhưng không đem nước, cơm mà chỉ mang chiếc gùi với con dao dùng để lấy măng, nấm, nhưng sau đó không thấy ông trở về nhà. Ngày 22 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Văn Tuân, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đằng An, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Kim Huân, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh đều là cựu nhân viên AIC, Đặng Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC Value, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc AIC. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị can nêu trên bị khởi tố cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng chức năng Công an huyện Vân Hồ vừa phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và lực lượng điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ được đối tượng truy nã Giàng A Đua, sinh năm 1964 ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, là bố vợ của trùm ma túy Tàng Khe Nam, thu giữ tang vật gồm một khẩu súng ngắn, loại súng quân dụng, một băng đạn, 7 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Trước khi bị bắt giữ, Giàng A Đua có 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Ngoài con rể là trùm ma túy Tàng Khe Nam, Giàng A Đua có 2 con đẻ cũng đều là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy là Giàng A Chứ và Giàng A Vấu. Sáng ngày 22 tháng 9, một đám cháy đã xảy ra tại cửa hàng xe máy Kim Nhật Phát trên đường Nguyễn Du,
phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo đó, đám cháy được phát hiện vào khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, sau đó bùng lên thành đám cháy lớn trên diện tích khoảng 200m². Một số người dân cho biết đã nghe tiếng nổ lớn từ đám cháy nhưng cửa hàng đóng cửa nên không thể dập lửa ngay từ ban đầu. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thuận An, khu công nghiệp V-Ship đã điều động 8 phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tài sản cứu được có giá trị khoảng hơn 2,5 tỷ đồng.